xẻo thịt trả nợ. Đi kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho con bây giờ? Số tiền lớn như thế tôi làm gì có chứ. Chú cũng biết đấy, nhà tôi cũng đâu có hơn gì nhà chú. Biết làm sao bây giờ? Cả cái làng này đều phải chạy từng bữa ăn, thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế? May ra thì còn nhà Phú Ông. Nhưng Phú Ông thì nổi tiếng độc ác, thù dai và hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Cũng khó lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Chú cứ thử xem sao. Rõ khổ thằng bé quá. Vâng, cảm ơn bác. Thằng bé nhà mình đã từng có lần làm thằng con Phú Ông ngã, tí nữa thì ông ấy đốt cả nhà, làm sao mà ông ấy cho mình vay chứ. Nhưng mà cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Có chuyện gì mà thập thò ngoài đây? Dạ bẩm ông, con có chuyện gì thì nói nhanh lên. Dạ bẩm ông, thằng bé nhà con nó đang bị bệnh nặng lắm, phải cần 100 bạc để chữa bệnh, mà con thì túng quá nên đành mạo muội sang đây xin ông cứu giúp ạ. Ngươi còn dám phát mặt sang đây mà vay mượn nữa à? Dạ con biết lỗi của con rất lớn, nhưng xin ông làm ơn làm phúc ạ. Còn hắn đã làm con trai ta ngã chảy cả máu chân, chẳng nhẽ ta lại cho hắn vay tiền dễ dàng thế hay sao? Ta đã có cách, 100 bạc đối với ta chẳng là gì, nhưng vừa được tiến thúc, vừa bắt hắn phải trả giá. Thôi được, thương nhà ngươi, ta sẽ cho nhà ngươi vay tiền. Ông sẽ cho con vay tiền ạ? Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Nếu sau 2 tuần đúng giờ ngọ ngươi không trả được nợ, thì ta sẽ lấy của ngươi 1 cân thịt. Tự tay ta sẽ làm điều đó. Ông xẻo 1 cân thịt trên người con? Đúng vậy. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Làm thế nào bây giờ? Không có tiền thì thằng bé sẽ không qua khỏi. Đã đến nước này thôi thì dạ. Vậy con xin vâng ạ. Làm sao mà ngươi có đủ tiền để trả cho ta cơ chứ? Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trời ơi, vay mãi mới đủ tiền, bây giờ đã quá ngọ mất rồi, làm thế nào đây? Thế nào, đã có tiền trả nợ cho ta chưa? Dạ thưa ông, con chật vật mấy ngày nay mới gom đủ số tiền trả nợ ông, bây giờ con xin trả ông. Nhờ có nó mà thằng cu nhà con mới hết bệnh à. Thằng này xoay tiền cũng giỏi phết, nhưng không sao, may làm sao mà thoát được chứ. Ngươi có nhầm không vậy? Đến 12 giờ trưa nay là đã hết hạn rồi, bây giờ đã là 1 giờ chiều, có trả tiền ta cũng không lấy nữa. Bây giờ ngươi phải thực hiện giao ước đi. Thưa ông. Thưa gửi gì? Bắt hắn lôi về cho ta. Con xin ông. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kính chào quan lớn ạ. Các ngươi làm gì mà ầm ĩ giữa đường thế? Thưa quan lớn, tên này vay tiền của con và đã giao ước nếu đến hạn mà không trả được nợ, con sẽ tự tay cắt 1 cân thịt trên người hắn. Bây giờ quá hạn rồi, vay mà hắn còn định trốn. Nhận của quan lớn ở đây, mong ngài phân xử giùm. Dạ, thưa quan lớn, hôm nay đến hạn, con đã đi hết làng trên xóm dưới gom đủ số tiền trả Phú Ông, chỉ chậm có 1 khắc giờ thôi. Vậy mà Phú Ông không nhận, nhất quyết đòi lấy thịt con. Mong quan phân xử ạ. Lại có kiểu vay lãi kỳ cục và độc ác như vậy sao? Hóa ra dân nghèo vẫn phải chịu khổ như thế này, vô lý. Có thật ông không muốn nhận lại tiền không? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì cứ làm theo ý ông. Ôi, đội ơn quan lớn, quan lớn quả là sáng suốt. Bay đâu, lôi nó về cho ta. Khoan, nhưng ông phải làm đúng yêu cầu này. Tự tay ông sẽ xẻo 1 miếng thịt của anh kia, vừa đúng 1 cân. Nếu miếng thịt thừa hoặc thiếu dù chỉ 1 gram, cả nhà ông sẽ bị tử hình. Ngoài ra, tất cả gia sản cũng bị tịch thu. Hả?
làm sao mà xẻo được đúng một cân chứ. Tôi không muốn đòi một cân thịt của hắn nữa, xin cho tôi đòi lại số tiền vay thôi ạ. Không thể được, lúc nãy ông đã chối không nhận tiền mà chỉ đòi cân thịt. Vậy ông cứ làm, nếu không làm thì ông sẽ phải nộp phạt 1.000 đồng vì tội chống quan. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không đòi gì nữa ạ. Tiền cũng không ạ, mà thịt cũng không ạ. Vậy thì ông hãy nộp phạt rồi ngồi tù 4 năm vì tội độc ác, dùng tiền để áp bức người khác. Tội đó cần phải trừng trị. Trời ơi, đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn. Chết vì chủ quan. Tha cho ngươi lần này đấy. Sao mà thở hổn hển thế? Có kiếm được cái gì không? Mệt quá, suýt thì bị mụ mèo tóm gọn. May mà tôi phản ứng nhanh, nguy hiểm thật á. Mụ mèo đã để ý chúng ta rồi. Thôi thì cứ án binh bất động, chờ vài hôm nữa rồi hãy ra ngoài kiếm ăn. Hình như mụ mèo đi vắng rồi, chúng ta hành động thôi. Shhh, khẽ chứ, hình như có tiếng bước chân á. Mụ ta kìa, mày mà anh giữ tôi lại á. Cứ chờ thêm một lát nữa cho an toàn. Nó ngủ rồi. Trong hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm. Từ từ đã, phải quan sát kỹ xem sao. Có gì mà quan sát chứ, chẳng phải nó ngủ rồi sao? Chúng ta bước ra nhẹ nhàng thì làm sao nó biết được. Nó có vẻ uể oải chậm chạp, nhưng tôi thấy vẫn nguy hiểm lắm. Tôi thấy nó hôm nay có vẻ hiền hiền, không hung hăng như mọi ngày. Hay là mấy ngày nay nó đã thay đổi rồi? Các cụ chẳng bảo nhân chi sơ tính bản thiện. Có thể hôm nay cái thiện trong nó trỗi dậy, trở thành chủ đạo, chi phối mọi hành vi của nó, nên nó mới như vậy. Mà đúng là vậy đấy. Chúng ta cứ yên tâm mà hành động. Nè, đừng vội, đợi một lát nữa đã. Ôi trời ơi, anh cứ lo xa, tôi đói lắm rồi. Anh không đi thì thôi, tí nữa có đồ ăn ngon thì đừng có xin nha. Nè. Đúng thật, nó đã thay đổi rồi, hiền khô. Nhiều món ngon thế này, thế mà chuột xám không đến ăn. Đúng là ngốc, có gì nguy hiểm đâu chứ. Đây, sáng, chạy đi, mèo kìa. Trời ơi, mèo. Trời ơi, đã nói rồi mà không nghe. Mèo muôn năm vẫn là mèo, sao chuột vàng lại nhìn hình ảnh nó lệch đi như thế chứ. Một tài gì đó. Nó ăn cái gì thế nhỉ? Sao lại đỏ như ớt thế? Cay thế mà cũng ăn được à? Này, các bạn thỏ, ớt cay thế mà cũng ăn được à? Mà quả ớt ở đâu ra mà to thế? Ôi, cậu không biết đây là cái gì sao? Là củ cà rốt. Củ cà rốt đấy, đúng là lừa ngốc nghếch. Chúng ta đi thôi,
nói chuyện với cái tên ngốc nhất quả đất này chán chết. Sao mọi người cứ xa lánh mình thế nhỉ? Buồn quá đi mất. Này Lừa, hôm nay không thèm ăn cỏ à? Cậu khó chịu ở đâu à? Sao mà ủ rũ thế? Tôi buồn quá. Mọi người trong khu rừng này chẳng có ai yêu mến tôi. Ai ai cũng ghét bỏ, chẳng có ai chơi cùng tôi cả. Tôi cô đơn lắm. Nghĩ cũng tội nghiệp nó. Cậu xem, tôi mặc dù không thông minh, nhưng tôi lại chạy nhanh, nên mọi người đều yêu mến cả. Cậu chỉ cần học lấy một cái gì đó giống như vậy, thì mọi người cũng sẽ chơi cùng cậu thôi. Vậy sao? Mình nên học gì bây giờ? Cá bơi giỏi thật. Nếu mình cũng biết bơi thì chắc chắn các loài vật sẽ rất ngưỡng mộ mình. Phải rồi, mình sẽ học bơi. Trời ơi, cứu, cứu với! Trời, bơi với chả lội, sao mà khó thế? Thôi, không bơi lội gì nữa hết. Ai mà hát hay thế không biết. Ồ, thì ra là bạn ve. Ôi chào, bạn ấy bé tí thế kia mà có giọng hát nghe mới tuyệt làm sao. Nếu mình cũng biết hát hay như vậy thì không phải mọi người sẽ yêu mến mình sao? Chào bạn ve, bạn có giọng hát hay thật. Học hát có khó lắm không? Ồ, Lừa đấy à. Học hát dễ lắm, cũng chẳng cần kỹ năng gì cả đâu. Thật à, nhưng mà giọng của bạn khản đặc, không thích hợp để học hát đâu. Sao lại không? Giọng tôi còn to hơn giọng bạn, chắc chỉ cần luyện là được thôi. Ha 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 ha. Giọng của bạn cũng to đấy, nhưng không phải là sở trường để hát đâu. Nhưng tôi phải học hát. Làm sao mà bạn lại có giọng hát tuyệt vời thế? Có thể chỉ cho tôi được không? À, chỉ là ngày nào họ ve nhà tôi cũng uống giọt sương trên lá cây để bảo vệ cổ họng của mình thôi. À, ra là thế. Chỉ cần uống sương là có thể hát hay được. Vậy mà mình không biết sớm. Chà, mát quá. Thảo nào mà giọng bạn ấy hay thế. Mình sẽ uống thật nhiều. Chắc chắn giọng mình sẽ hay hơn. Này anh ngựa, tôi đã biết hát rồi đấy nhé. Rồi mọi người sẽ yêu mến tôi cho mà xem. Thật hả? Để tôi hát cho anh nghe nhé. La 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 la. La 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 la. Thật đúng là nhà Lừa các cậu. Sao cậu không đi mà học thô hàng? Phải biết tự tìm điểm mạnh của mình. Bắt chước người khác thế sao được chứ? Con trai của đồng tiền. Bình ơi, ra xem ba mua gì cho con này. Ba ơi, chiếc xe này ở đâu ra vậy ạ? Đẹp quá. Chẳng phải con hằng ngày vẫn mơ ước có được nó ư? Ba mua nó làm quà sinh nhật cho con đấy. Nhưng chiếc xe này đắt lắm phải không ạ? Con đừng lo chuyện đó. Từ ngày mẹ con mất đi, ba đã tự hứa với lòng mình sẽ thật cố gắng để cho con có điều kiện sống tốt nhất, để con không phải thiệt thòi với chúng bạn. Con cảm ơn ba. Sau này con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có những thứ mình muốn. Chẳng phải Hoa sao? Đã hẹn đi chơi với mình, sao lại đi cùng Đại? Chắc lại mê cái siêu xe bạc tỷ kia rồi. Ba ơi, ba cho con vào xưởng cơ khí của ba làm việc nha. Con muốn kiếm tiền,
con không muốn cứ đi học mãi. Nếu con nghĩ được vậy thì tốt. Ba cũng già rồi, cần người giúp đỡ. Con cứ làm quen với công việc, vài năm nữa ba sẽ giao lại xưởng cho con. Con cảm ơn ba. Con chào ba, chào bác cơ. Bác sang chơi cờ với ba cháu đấy ạ. Thấy ông ấy ở nhà thui thủi một mình nên tôi sang bầu bạn cho vui. Mà cậu cứ vắng nhà suốt thế, mau cưới vợ rồi sinh cho ông ấy một đứa cháu, cho ông ấy đỡ hiu quạnh. Cháu thời gian nghỉ còn không có thì chưa nghĩ đến lấy vợ sinh con được đâu bác ạ. Với lại thời buổi bây giờ kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu. Bác thấy đấy, ba cháu ở nhà có thiếu thứ gì đâu. Tivi, máy tính, máy nghe nhạc, có gì mà buồn. Mà giả sử có buồn thì đi chơi golf, câu cá, đi ăn nhà hàng 5 sao, đi du lịch châu Âu, thế bác ạ. Đây là loại sâm nhung thượng hạng con mua tận Nam Phi, rất tốt cho sức khỏe và tinh thần người già. Ba cứ dùng, hết con lại mua. À, mà hộp hồng sâm lần trước của ba dùng không hết thì biếu bác cơ, để lâu lại biến chất. Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không quen dùng loại ấy. Tôi thấy ông cụ thui thủi cả ngày thì nói vậy thôi. Tuổi già chẳng thuốc gì bổ hơn là được sống cùng con cháu, hằng ngày nhìn chúng hạnh phúc. Thôi, tôi về đây, chào ông nhé. Ơ kìa, ông ở chơi. Con ăn nói với người già phải có ý chứ. Con có nói gì sai đâu. Bác ấy nghèo còn sĩ diện, còn cháu đông đúc thế mà tất cả cùng ở một ngôi nhà chật chội thì làm gì có điều kiện mà đòi hưởng thụ cơ chứ. Ấy vậy mà khối người mong được như bác ấy. Ba nói gì lạ vậy. Ngày xưa ba từng nói sẽ cố gắng để lo cho con điều kiện sống tốt nhất. Thì bây giờ con cũng đang cố gắng làm điều đó đấy thôi. Mà tối nay con phải đi gặp một đối tác lớn. Con sẽ về muộn nên ba đừng đợi cơm. Ba còn chưa ngủ ư? Đợi con làm gì? Ba không ngủ được, lo cho con. Con đi sớm về khuya, không nghĩ đến gia đình. Cũng không cần sức khỏe. Ba thấy ba nói vậy là sao? Ba nghĩ con đi chơi chắc. Đây, ba xem đi. Tiền đấy ba ạ. Con đang có tất cả những gì người khác thèm muốn. Ba khỏi phải lo lắng. Thôi, con mệt rồi, con đi ngủ đây. Tiền, thật nhiều tiền. Tiền, tiền thật nhiều. Tất cả là tại mình cả. Ngày xưa mình chỉ nghĩ đem niềm vui đến cho con bằng vật chất, để đến bây giờ nó chẳng quan tâm gì tới người khác. Thôi chết, mình ngủ thiếp đi, quên không cất tiền vào két. Bình à, ba đã nói với con nhiều lần, nhưng con không nghe. Ba quyết định về quê sống nốt tuổi già cùng với bà con xóm làng mình. Ở đời, ai sống cũng mưu cầu hạnh phúc. Chắc ba sẽ tìm thấy niềm vui nơi đó. Còn con hãy nhớ, hạnh phúc không nằm ở vật chất hay tiền bạc. Hạnh phúc không thể không cần sức khỏe, tuổi xuân, gia đình và những thứ tình cảm thiêng liêng của con người. Con đang trở thành một tên nô lệ của vật chất. Mà một kẻ nô lệ có bao giờ hạnh phúc đâu con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.